Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Sau những lần ra video bay cúp ở tha hồ 6, 7, 8, 9, 10 và mới đây nhất là tha hồ 3, thì mình đã nhận được rất nhiều yêu cầu từ mọi người mong muốn lập một clan tha hồ 9 để bay cúp. Và đáp ứng mong muốn này của tất cả các bạn thì mình đã lập ra một clan tha hồ 9 mang tên tha hồ 9 Akari Gaming, quy tụ những anh em bay cúp Titan huyền thoại cũng như champion của Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới. Và mục tiêu của này đấy chính là quy tụ về dưới thi đấu cùng dưới một màu áo là Akari Gaming. Video ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng xem hồ sơ thành tích ấn tượng của những anh em thành viên clan Ho 9 Akari Gaming nhé. Và hãy chắc chắn rằng các bạn đã bấm đăng ký kênh Akari Gaming, ấn vào chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất, chính xác nhất về những thông tin nóng hổi nhất của trò chơi Clash of Clans. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi nào. Video những ngôi làng kỳ lạ nhất Clash of Clans phần 9. Let's go! Clan Tha Hồ 9 Akari Gaming của mình được thành lập ngày 14 tháng 6 năm 2019. Quy tụ những anh em thích vua bài cúp ở Tha Hồ 9. Kênh YouTube là Akari Gaming. Tuyển anh em Hồ 9 vui vẻ hòa đồng, sống có trước có sau. Và được, nếu ở Titan hay huyền thoại thì được ưu tiên. Xây dựng clan vững mạnh. Và xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ điểm qua một số anh em ở Tha Hồ 9 mà đang ở rank huyền thoại cũng như ở Titan trong Clash Akari Gaming cho các bạn thấy nhé. Đấy, các bạn có thể thấy đây rồi. Hiện tại thì Clash mới chỉ có là 27 thành viên thôi. Và chúng ta thử xem dưới này lên xem nào. Đây, các bạn có thể thấy cái ảng này là Tha Hồ 9 và có số cúp huyền thoại là 5.461 cúp nhé các bạn nhé. Đấy là thành viên đang ở rank vàng thấp nhất của Clash mình đấy. Đây, lính thì là level 6 của một số thứ rồng đây. Đấy, King Queen là 30. Và các bạn có thể thấy được thành tích chiến tích huyền thoại của người chơi này là 1.107 nha các bạn nha. Và chúng ta hãy cùng thử ghé thăm nhà của người chơi này xem thế nào nào. Đây, các bạn có thể xem đây là một mẫu của Tha Hồ 9 nha. Đã mắc hết của Tha Hồ 9 rồi. Rất tuyệt vời. Đây là một trong những thành viên có được chỉ số huyền thoại rất cao của Clash Akari Gaming. Đây, các bạn có thể xem hồ sơ là chiến sao là có được 951. Rồi, chúng ta hãy cùng xem tới với một ạc khác nữa nào. King Solomon xem thế nào nào. À, bạn này chỉ là ở Champion thôi. Rồi, để xem từ trên xuống dưới nhá. À đây, có mặt thanh niên xâm Việt Nam rồi. Đấy, nếu bạn nào mà chưa xem video về game thủ 14 tuổi top 1 Clash of Clans thế giới người Việt Nam là ai thì các bạn hãy xem đây nhé. Bạn ấy đánh chuyên ở bên làng 2, làng bóng đêm. Và mình đã làm video với bạn này rồi. Một số video rất là tuyệt vời của bạn này đánh rồi các bạn nha. Người chơi top 1 thế giới đấy. Tiếp theo là chúng ta hãy cử đến với cái bạn người chơi cao nhất hiện nay. Đấy chính là bạn Noragami. Đây, các bạn có thể xem được rồi. Tốt nhất từ trước đến nay của Noragami đấy chính là 5.405 cúp. Và chiến tích huyền thoại có được là 2.033. Số chiến sao bạn này giành được ở Tha Hồ 9 đấy chính là 1.221 cúp. 22 chiến sao nhầm. 1.221 chiến sao. Rất tuyệt vời. Và chúng ta hãy thử ghé thăm nhà của người.
5 balloon và 5 phá tường nha các bạn nha. Và ở trong Clash Akari Gaming Tha Hồ 9 có một nhân vật rất là đặc biệt. Nếu bạn nào theo dõi kênh của mình rồi thì sẽ biết người chơi này. Ở đấy chính là bạn Russo để vua. Và lần này thì bạn đã có một arc Tha Hồ 9, đấy chính là arc Everlasting Tha Hồ 9. Đây là thủ lĩnh của Clash Akari Gaming. Bạn Russo để vua đã giúp mình lập Clash này và quy tụ những anh em bay cúp. Và với cái arc Tha Hồ 9 này, bạn ấy đã bay tới thành tích tốt nhất là 5.393 cúp. Và ở mùa giải tháng 3 thì bạn ấy đã đạt được vị trí là 5.313 cúp, cũng như là chiến tích huyền thoại là 313. Đây là bạn Russo để vua, một tài khoản Tha Hồ 10 và với duy nhất một cái canon các bạn nhé, và không hề có tường nào hết, thì bạn ấy đã sử dụng arc này để bay cúp ở Tha Hồ 9. Chúng ta hãy cùng ghé xem nào. Một mẫu bay có biểu tượng của chữ của hãng Playboy nha các bạn nha, hình con thỏ đấy. Rồi, các bạn có thể thấy là những thanh niên bay cúp ở Titan cũng như là huyền thoại thì không care về tài nguyên, bởi vì ở đây là quá giàu rồi. Đấy, các kho các bạn có thể thấy là ngập hành rồi, ngập mồm hành rồi, đầy full hết. Và tất cả là đã mắc của Tha Hồ 9 rồi. Hiện nay thì đang có một số kèo thi đấu giao hữu Tha Hồ 9 đã được mời rồi. Và các bạn hãy đưa ra câu gợi ý cho mình ở phần bình luận phía dưới, mình nên đi thi đấu giao lưu với Clan Tha Hồ 9 nào của Việt Nam chúng ta. Thì các bạn hãy để lại ở phần bình luận phía dưới nhá. Có gì thì biết đâu được, vào ngày cuối tuần chủ nhật nào đấy chúng ta sẽ được gặp nhau của Clan Tha Hồ 9 Akari Gaming thi đấu với một kênh YouTube nổi tiếng nào đấy của Việt Nam chúng ta chẳng hạn. Các bạn hãy cho mình biết. Chúng ta hãy cùng điểm qua một số trận thi đấu của những thành viên Clan Akari Gaming Tha Hồ 9 nhé các bạn nhá. Và đây là người chơi Hạ Nhi. Đây các bạn có thể thấy đây là một tài khoản của bạn Hạ Nhi. Đang thi đấu dưới màu áo Tha Hồ 9 Akari Gaming. Một người chơi Tha Hồ 9 mà bem luôn Tha Hồ 12. Và combo bạn ấy sử dụng là 4 Archer, 5 phá tường, 8 balloon, 5 mem rồng lớn và 6 baby tiểu long, kèm vào đấy là 3 minion. Còn về spell sẽ có 2 bình xét, 2 bình ray cuồng nộ, 1 bình động đất và 1 bình đóng băng. Chúng ta hãy cùng theo dõi người chơi này xử lý như thế nào với một tài khoản Tha Hồ 9 đánh nhà Tha Hồ 12. Như vậy là bình xét và động đất đã dùng để tiêu diệt một cái air defense hướng 6 giờ đi lên. Và tiếp theo ở đây là có thể có 3 minion đây rồi, và kẹp vào đấy là Archer. Các bạn có thể thấy là những em minion và Archer đang phát huy tác dụng rất là hiệu quả. Và lính hội thành của bạn ấy hiện nay đấy chính là một dòng điện. Nhà này là Tha Hồ 12. Tuy nhiên là chưa mắc đâu và còn mới lên nữa cơ. Thả quân rất là từ tốn. Các bạn có thể thấy được là việc đánh ở Tha Hồ 9 này bạn ấy thả rất là từ tốn, và càng rỉa được càng nhiều phần trăm càng tốt. Bình thường thì chúng ta chỉ xem về những combo cấu rỉa với sử dụng rất nhiều baby tiểu long của bạn Russo để vua. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta có thể xem được những trận thi đấu bằng rồng lớn và tập đoàn nhà rồng đây rồi. Rồng lớn, rồng bé với cả rồng sét luôn. Các bạn có thể thấy là tư duy chiến thuật khá là tốt đến từ người chơi Hạ Nhi khi cắt góc sạch sẽ ở hướng 3 giờ 6 giờ và từ hướng 6 giờ đến hướng 9 giờ là sạch sẽ luôn. Và chắc chắn là sẽ có một đường máu mở sộc thẳng vào khu vực nhà chính để ăn 2 sao cho mẫu bầy này. Bởi vì đến thời điểm hiện tại bạn ấy đã giành được tới 40% rồi các bạn nhé. Chỗ này là hơi sai rồi, bởi vì phải thả một em nào trước để hút đam chứ không thể thả bom như vậy được. Nhưng mà người chơi này vẫn xử lý rất là thành công của trận thi đấu này. King Queen đã được tham gia rồi. Cũng may là cái nhà chính này là mới chỉ là một nhà chính thao mì hoao một sao thôi. Đã gồng Queen thêm bình ray và bình đóng băng. Quá là kinh nghiệm đến từ thanh niên Tha Hồ 9 Hạ Nhì 2 này. Đúng là bay cúp ở Titan rồi, có khác bọn lắm. Người chơi này cũng đã ở huyền thoại rồi cơ. À, mình đã review cho các bạn ở đầu video rồi. À, đến giờ này đã thả luôn balloon, ăn 2 sao nhẹ nhàng. Tha Hồ 9 đánh Tha Hồ 11, 12. Được 7 cúp, quá tuyệt vời. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với một trận thi đấu nữa của bạn Tùng Nơi, một thanh niên
đã lên sóng livestream của mình rất nhiều rồi. Và để xem trận thi đấu này bạn ấy đánh như thế nào đây. Úi giời, bém luôn một nhà tha hồ 12. Gần mắc hết rồi. Tự tin quá ông thần ơi. Một thanh niên Tùng NI đến từ tha hồ 9 Akari Gaming và đánh nhà tha hồ 12. Các bạn có thể thấy là những công trình phòng thủ này đã rất là mạnh mẽ rồi. Chỉ có là kính Queen vẫn còn đang nâng một chút xíu thôi. Và tường thành nữa. Combo bạn ấy sử dụng là 4 dòng lớn, 11 dòng bé, 4 balloon, 2 archer, 3 minion. Còn spell thì tương tự người chơi hạ nhi 2 lúc nãy. 2 bình xét, 2 bình ray, 1 bình động đất với cả 1 bình đóng băng. Đây rồi. Vẫn là cái kiểu thả archer với cả minion ở những khu vực mà không hề ảnh hưởng tới số quân này. Và hướng từ 3 giờ đến hướng 9 giờ là một hướng rất là tuyệt vời. Ở trận thi đấu này thì đã thả King Queen vào trước luôn. Cắt góc ở đây luôn. Dọn dẹp hai bên. Tốt. Đến thời điểm hiện tại là khá tốt. Trời ơi. Một hạ kéo đốt kinh thật các bạn nhỉ. Xong. Queen đã hy sinh. Rồi, cho balloon đi trước để hút đam của đại quản giáo. Còn dòng điện chỉ được ngăn hôi thôi. Úi giời, bình cuồng nộ đã được tiếp cận luôn. Rồi, ăn luôn air defense chắc chắn rồi. Nó bắn cho thì thốn lắm, đúng rồi. Không đóng băng thì không kịp được. Nhanh nào một phát chết luôn không? Đúng rồi, quá may. Quá may cho tình huống như thế đấy. Các bạn có thể thấy là máu đã cạn kiệt rồi. 34%, tốt. Tiểu Long được tiếp cận khu vực rồi. À, lại đánh phá ở hướng 12 giờ. Xét và một bình động đất là xử lý xong. Tuyệt vời. Thêm 2 dòng lớn cấp 4 ở đây và bình cuồng nộ. Cái chính là ăn cái trụ bi ra trời này thôi. Mà có ăn được hay không đây? Rồi, thả cái hướng này ăn nhiều bom đen quá rồi. Dòng lớn cũng xông vào luôn. Các bạn có thể thấy được sức mạnh của những em trong bé. Rất khỏe. Bảo là Tiểu Long thôi. Mà sức mạnh với cả máu thì không hề Tiểu Long một tí nào mà được như Đại Long luôn các bạn nhá. Rồi ôi, ăn bom đen chết rồi. À, vẫn được hơn 50% rồi. Rất là kiên nhẫn để cấu xỉa nốt những công trình còn lại. Nhưng không được rồi. 51%, rất tốt. Chúng ta hãy đến tiếp với một trận thi đấu nữa của bạn Mr. Giỏi. À, đây là trận thi đấu. Ồ, lần này Mr. Giỏi lại đi thi đấu bằng Super Queen nha anh em nha. Ồ, Super Queen. 4 archer, 5 phá tường, 2 balloon, 12 baby tiểu long, 4 bình ray và 2 bình đóng băng. Đánh một nhà tha hồ 12. Rất là khủng khiếp. Combo rất hay. Mình giai đoạn này rất thích xem Super Queen. À đây rồi. Bạn ấy đã đánh Super Queen từ hướng 12 giờ đi vào các bạn ạ. Tha hồ 9 mà gặp tha hồ 12 không hề run tay một chút nào luôn. À, bạn ấy thi đấu lúc là bạn ấy đang ở danh huyền thoại cơ. Đánh một nhà Titan. Rất ghê. Rồi như vậy là đã có baby tiểu long cắt góc rồi. Ở góc 2 giờ. Và sẽ đục Queen vào từ hướng 1 giờ này thôi. Tiếp theo là King cũng đã được thả vào trận thi đấu luôn rồi. Balloon và tiểu long. Balloon chỉ là đỡ đạn để ăn cái trụ archer này cho tiểu long phát huy tác dụng ở mặt phía sau. Ô, quá thành công với cái pha thả bom balloon này rồi. Tiếp tục. Ô, hơi đen trong pha vừa rồi thì bom nó bị nổ. Các bạn có thể thấy là bình thường thì người chơi đánh với cả Super Queen 40, 50 và 60. Nhưng không, Super Queen ở cấp độ 30 cơ. Đấy mới là chất lượng đến từ một người chơi của Clash at Tower 9 Atari Gaming. Bạn Mr. Giỏi
và dòng điện cắt góc các bạn có thể thấy là cực kỳ hợp lý luôn. Ở góc 11 giờ, Queen vào đây là ăn luôn được cả pháo đại bàng. Các bạn nghĩ sao với một tư duy đánh của một người chơi thả hồ 9 khi mà lực lượng nó còn rất mỏng mà chỉ đi Super Queen là cấp độ 30 thôi thì đấu là quá hay luôn rồi. Các bạn Mr. giỏi bây giờ đã đầu quân cho clan tha hồ 9 Akari Gaming. Nhà chỉ muốn đã được kích hoạt thêm một bình cuồng nộ nữa rồi. Không được rồi, Queen lại đi đục tường à đâu. Bắn nhà chính, cố lên pha solo nào. Tuyệt vời quá các bạn ơi, 56% một tao 9 đánh một tao 12 mà vẫn còn tới một đám rồng bé ở đây nữa, kinh khủng khiếp. Mình rất nể những người chơi ở tao thấp mà có lối đánh, những lối tư duy cực kỳ là sắc bén và kinh nghiệm nữa. Các bạn nghĩ sao một tao 9 đánh một nhà tao 12 71%, bị Super Queen quá đẹp luôn. Chỉ chúc mừng người chơi Mr. giỏi. Trận thi đấu 14 cúp có được. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu của người chơi Noragami. Hiện tại đang ở rank huyền thoại. Và ôi giời ơi, vẫn đánh một nhà thầu 12 các bạn ạ. Và những công trình phòng thủ thì gần mắc hết rồi. Đánh một người chơi đến từ Clan Iron Over. Tài nguyên cực khủng nha các bạn nha, 859.000 và 935.000, chưa kể đấy là hơn 9.000 giờ đèn nữa. Để xem bạn ấy đi Super Queen ở đâu nào. Đã thả Archer đã trước rồi. 9 giờ. Như vậy là đi ở Super Queen góc 10 giờ. Bom bay đi vào trước để gió bom xem có gì không. Tốt rồi. Tiếp là một balloon nữa để tiêu diệt Archer. Cuồng nộ đã được thả ra rồi, tiêu diệt Elephant quá tốt rồi. Cannon nữ mình Queen chấp hơ rồi, đánh linh tinh thế cũng đã được 12% rồi, nhanh thật. Có những người chơi ở tàu thấp này thì việc tính toán phần trăm rất là kỹ lưỡng và đảm bảo ăn chắc thì mới đánh. Queen đã đi gọn gàng sạch sẽ lên hướng 12 giờ. Xong chủ Archer rồi. Liên tiếp là những bình rơi cuồng nộ tiêu diệt. Cái lỗi trận thi đấu này là không đánh được Inferno, dẫn đến việc anh em Healer hồi máu đã oẳn rất sớm, bắt buộc em Queen phải gồng pha thi đấu này thôi. Mặc dù chỉ mới là 28%, em Queen nó bị đốt rất là ác liệt. Ở khu vực dưới này thì thả Baby Tiểu Long ra ăn hồi nhánh còn kịp thôi. Rất ổn rồi, 40% rồi, còn gì nữa không nào. Thả rất nhiều lính bé cơ. Cắn rìa nhiệt tình lắm. Pháo đại bàng kích hoạt nó bắn cho thì tung luôn. Minion này, Minion với chúng tôi này. Kết thúc trận thi đấu 4 cúp rất tuyệt vời của Noragami. Như vậy, trong video ngày hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn clan Tahoe 9 Akari Gaming, quy tụ một số anh em bay cúp huyền thoại với cả Titan ở Việt Nam cũng như quốc tế. Bên cạnh đó còn có một số trận thi đấu bay cúp của Tahoe 9 nữa. Mong rằng sẽ có cơ hội giao lưu với những clan Tahoe 9 khác có tên tuổi, vì Tahoe 9 Akari Gaming mới chỉ là cấp 1 mà thôi, mới thành lập ngày 14 tháng 6 năm 2019. Các bạn hãy đưa ra gợi ý giao lưu Tahoe 9 ở phần bình luận phía dưới. Và hãy chắc chắn rằng các bạn đã bấm đăng ký kênh Akari Gaming, bấm hình chiếc chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những thông tin nóng hổi nhất của trò chơi Clash of Clans. Và bây giờ, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Mình đi đây.
Bye bye.